muốn trở về thân phận cũ của mình thôi mà. Thế nên ấy, bỏ tao nó mới dài như anh này. Được chưa? Em đồng ý. Anh sẽ làm ông Trang phải thích anh. Tại sao lại như thế? Con người này không thể nào mà thay tính đổi nét được mà. Bấy giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. À đây rồi. Tắc kè. Đứng gì nhở? Chuyện gì mà đứng đây đấy? Đùa à? Thì tôi cũng chỉ muốn trở về thân phận cũ của mình thôi mà. Chị ơi, chị cho em thêm một cái bánh mì, hai cái bánh bao nữa chị nhé. Đi đi mà, ăn đi. Hôm nay tao bao được chưa? Đàn ông con trai gì mà ăn quà như một khoét ấy. Mày nói thế, mất hết cả quan điểm. Thế nên ấy, mỏ tao nó mới dài như anh này. Được chưa? Mà chẳng phải mỗi hôm mày cũng thích ăn còn gì. Cả ấy, ăn ngon cực, tao ăn thử đi. Chị ơi, tắm rửa chị. Chị ơi, nhanh lên giúp em nhá chị nhá. Xong rồi hả chị? Cảm ơn chị nhá. Đã sai còn dám bơ mình. Cái thứ mất nếp, ăn đi kia. Thế có ngày bụng mình thành cái rổ mất. Em chào Trang tỷ tỷ ạ. Từ giờ không phải chào nữa. Ôi, mẹ cái mồm thôi. Nó mà đánh mình tiếp ấy là tao chạy trước ấy, tao không cứu mày đâu. Mà hôm nay sao mày khó ở thế nhở? Đến cả Trang tỷ tỷ mày ạ. Ăn đi, nói đi thôi, hiểu chuyện. Này, ăn không? Có chứ, cảm ơn nhá. Mày để xinh quá. Em là Ngọc đúng không? Dạ, phải ạ. Anh nhờ em một việc không? Anh cứ nói đi ạ. Bông hoa này anh muốn dành tặng cho người anh yêu. Em hiểu, em đồng ý. Bông hoa này anh muốn dành tặng Mao Trang. Quá quê. Lại nhau à? Đâu, có tính mà. Có chuyện gì? Tỏ tình. Chung tiền bối tỏ tình với cả Trang tỷ tỷ. Thật á? Ừ, thật, vào xem. Trang, anh thích em, làm bạn gái anh nhá. Em đồng ý. Trang, bông hoa này anh dành tặng em. Mà một bông hoa thì ai chẳng mua được. Trang tỷ tỷ đây tuy bình thường nhưng mà không dễ dãi. Đúng. Lần này anh làm không tốt, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ làm tốt hơn.
Tại sao lại như thế? Đòn bây giờ mày không sợ nó cho đòn à? Trang thì tỉ đấy, nó mà đánh mày tao không cứu mày được đâu. Alo, alo, mày đâu rồi? Tao đang đứng đợi mày ở cổng trường đây này. Thôi thôi mày về trước đi. Thầy Minh vừa gọi tao lên phòng có việc. Chắc là còn lâu rồi xong, thì tao tự đi về được nhá. Ừ, thế thôi, tao đi về đây. Bye bye, về nhá. Em bị làm sao đấy? Chân em đau quá anh ơi. Anh đưa em vào phòng y tế nhá. Thôi thôi anh ơi, chắc giờ này chắc cô y tế cũng nghỉ rồi anh ạ. Cũng đúng. Anh đợi em một chút nhá. Chị ơi, chân ở bánh bao ạ. Anh đấy, coi như là em cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Nhưng mà anh có giúp em được gì đâu. Thôi anh cầm đi. Đấy. Mà hôm nay không về với Trang à? Em không hiểu tại sao nữa, Trang lại bỏ em đi về trước. Cho nên là em quen rồi, chắc vẫn đi bộ về. Anh thấy mọi khi Trang tốt với em lắm cơ mà. Mọi khi nó vẫn đợi em đây còn gì. Đấy, thì ai cũng nghĩ như anh. Nhưng mà sự thật như thế nào ấy thì chẳng ai biết được đâu anh ạ. Thế là sao hả em? Thôi em không nói đâu. Nói đi. Nhưng mà bây giờ anh đang tán Trang mà em lại nói xấu Trang. Thì không hay lắm anh ạ. Nhưng mà chỉ có anh thích Trang thôi mà. Trang đâu có thích anh đâu. Em cứ nói đi, đừng ngại. Thì anh cũng biết đấy. Ai cũng biết là Trang rất hống hách và hay thích bắt nạt người khác đúng không? Mà đã thế là còn chảnh nữa. Em cũng không ngoại lệ đâu. Bao nhiêu lần phải nhịn nó để chơi với nó đấy. Thế á? Anh thấy bình thường Trang ngoài sợ em cơ mà. Ôi trời ơi, cái tối mẹ nó mà chẳng sợ thì em là cái gì? Mà Trang á, có một cái tật cực xấu luôn. Là gì đấy? Thích bắt cá hai tay. Anh thì không nghĩ Trang là người như thế đâu. Ôi trời, anh cứ để ý xem. Cái hôm anh tỏ tình với Trang thì ai là người không vui nhất? Hôm đấy anh cũng không để ý lắm. Là quạt đấy. Cũng có lý. Em thì em đang nghi ngờ Trang và Hoàng anh thích nhau. Nhưng mà khổ nó cái Trang còn thả thính anh. Thế nên Hoàng bị thái độ như thế. Thế thì càng thú vị chứ sao? Tại sao anh lại có thích một người con gái mà đứng núi này trông núi kia như thế được? Anh thích chinh phục những người con gái như Trang. Em thử nghĩ xem, thêm một người để cạnh tranh thì càng vui. Với cả ấy, hàng limited thì mới được người ta săn đón. Chứ còn hàng sale ấy thì anh đây lại không hứng thú. Nhưng mà chắc vì Trang đã thích anh. Anh sẽ làm cho Trang phải thích anh. Và để làm được việc đấy thì anh cần đến sự giúp đỡ của em. Em giúp đỡ anh nhé. Mà thôi, anh có việc phải đi về rồi. Cảm ơn em cái bánh bao nhá. Anh về đây.
Trang nữa. Tao sẽ không bao giờ để cho mày đến với anh Trung đâu. Tôi chỉ muốn trở về thân phận cũ của mình thôi mà. Sao anh đúng không? Trang lại bỏ mình đi về trước rồi.